The Wine Show, một series mới của kho rượu. Chúng tôi sẽ lựa chọn những vùng đất được coi là thánh địa của rượu vang, nhâm nhi những tuyệt tác của vùng nho đó và cho bạn những lời khuyên hay ho về cách sử dụng. Và vùng đất mà chúng ta sẽ đặt chân tới và khám phá ngay bây giờ, đó là vùng Puglia của Ý. Chai vang trắng khai vị đầu tiên mà Phương lựa chọn trong chuỗi series review đó là chai Antica Chardonnay. Đây là một chai vang trắng nổi tiếng từ nhà sản xuất Cantina San Donasi, là một nhà làm vang truyền thống và lâu đời của vùng nông thôn Salento thuộc bộ phận Puglia của Ý. Chai vang này thì được ngâm ủ từ giống nho Chardonnay với nồng độ cồn khá là nhẹ, chỉ 13% thôi. Và đây có thể nói là một chai vang mà có thể đem lại cho chúng ta một cái màu sắc nó cực kỳ là tươi mới. Mọi người có thể nhìn ở trên ly đây ạ. Đây là một cái màu vàng ánh nhẹ nhàng với một chút ánh xanh. Đây là một cái màu sắc cực kỳ đẹp nó mang lại bởi giống nho Chardonnay được ngâm ủ cũng như là được hái từ cái vùng Salento, là một vùng khá là nhiều nắng của Puglia Ý. Thế nên là khi mà được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì chai vang nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái màu sắc cực kỳ là bắt mắt. Bây giờ thì Phương sẽ nhấp một ngụm và sẽ nói cho các bạn về hương vị của nó nhé. Khi mà Phương thưởng thức cái ly vang trắng này thì cảm nhận đầu tiên mà Phương có thể thấy được là một cái sự tươi mới phóng khoáng của hương vị hoa quả, và nó cũng có một cái chút gì đấy rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như tính cách của người dân Nam Ý vậy. Đồng thời khi mà bắt đầu đi vào trong miệng tầm khoảng 3 đến 4 giây thì Phương cũng có thể cảm nhận được một chút hơi béo ngậy của caramel. Có lẽ đây là một cái hương thơm rất là đặc biệt mà chỉ có cái giống nho Chardonnay mới có thể mang lại được cho cái chai vang Antica này. Chai vang Antica được thiết kế với một vẻ ngoài rất là thanh lịch và trang nhã. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây là hình ảnh một chữ A màu xanh được khắc họa rất rõ nét, đúng không ạ? Thì chữ A này là chữ viết tắt của nhà sản xuất Cantina San Donasi, cũng như là chữ được lấy cảm hứng từ gì ạ? Antica. Khi lựa chọn một chai vang trắng thì Phương chắc hẳn rằng là các bạn luôn mong muốn mang lại cho mình một cái cảm giác tươi mới, sảng khoái, dễ chịu với một chút chua nhẹ khi mà chúng ta bắt đầu một bữa tiệc, đúng không ạ? Và Phương cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẹo nhỏ để chúng ta biết cách kết hợp một chai vang trắng với những món ăn nào cho nó phù hợp nhé. Trên tay Phương hiện tại đang có một lát chanh và bây giờ thì Phương sẽ ngậm cái lát chanh này trước để cái vị axit chua của chanh nó được lan tỏa trong miệng Phương, và sau đó thì Phương sẽ nhấp một ngụm vang nhé. Và sau khi mà Phương nhấp cái một ngụm vang trắng thì Phương cảm thấy được là gì ạ? Cái độ axit chua ở trong cái ly vang này nó gần như là nó biến mất. Thế nên là gì ạ? Chúng ta có thể suy ra được là cái lượng axit chua ở trong cái ly vang được làm từ giống nho Chardonnay này nó khá là nhẹ. Thế nên Phương sẽ cho các bạn một số những cái lưu ý sau, đó là gì ạ? Với những ly vang, với những chai vang mà có độ axit chua không cao thì chúng ta không nên kết hợp với các món ăn mà có cái vị chua mạnh hoặc là vị chua cắt. Bởi vì khi mà chúng ta kết hợp như vậy thì nó sẽ làm mất đi cái hương vị của cái chai vang đó. Và một cái sự lựa chọn an toàn và hợp lý cho các bạn khi mà các bạn có thể kết hợp cùng với chai vang trắng Antica này, đó là các món mà nó thiên ngọt hoặc là nó thiên hơi béo ngậy một chút. Ví dụ như là salad hoa quả, hoặc là mozzarella, hoặc là burrata, hoặc là một chút bánh mì bơ, cũng có thể kết hợp với cả một chút salad bơ nữa. Thì đó là một trong những cái sự lựa chọn rất là hợp lý và rất là tuyệt vời mà Phương có thể giới thiệu cho các bạn. Với những chai vang mà có cái độ axit không quá mạnh thì Phương sẽ có một cái lưu ý cho với các bạn, đó là chúng ta không nên kết hợp những chai vang đó với các món ăn khai vị có cái độ chua quá cao hoặc là độ chua quá mạnh. Ví dụ như là có thể kể đến một số loại salad dầu giấm, hoặc salad chanh leo, hoặc là salad rau kim cương. Đối với Phương thì đây không phải là một chai vang trắng quá cao cấp, nhưng mà tương đối ngon và dễ thưởng thức trong tầm phân khúc giá dưới 500.000. Nếu bạn đang cần tìm một chai vang trắng để uống hàng ngày hoặc là dùng làm khai vị trong các bữa tiệc thì chai Antica Chardonnay này là một sự lựa chọn hoàn hảo. Để sở hữu em vang trắng Antica Chardonnay này thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số hotline 0969 847 685 hoặc qua trực tiếp cửa hàng tại số 54 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Kho rượu, nơi không có gì ngoài rượu ngon.